Dạ, gốm sứ Nhật Xuân Lãng, gốm sứ Nhật Nguyễn Lương xin chào quý cô chú anh chị. Anh chị, hôm nay em sẽ lên live cho anh chị một cặp bình xanh Canadon nha anh chị. Một cặp bình xanh Canadon, cặp này là dòng này là dòng 2 lớp nha. Dòng 2 lớp vẽ là vẽ chim hạc. Vẽ chim hạc nè anh chị. Đấy, xanh Canadon 2 lớp cực kỳ đẹp luôn. Những cái hàng này là hàng xưa anh chị nha. Hàng xưa, giá trị nó cực kỳ là cao. Đó, và cái này anh chị chốt nguyên một bộ như thế này về trưng ở trong cái gia đình của mình thì rất là sang xịn sò luôn. Đấy, hai bên này nha anh chị. Hai bên này là sẽ là hai đai rồng. Đó, hai đai rồng và cái này là có truyện ký đầy đủ hết nha anh chị nha. Có truyện ký hết. Xanh Canadon nha. Dòng này là VIP cực kỳ luôn. Rồi em sẽ xoay nguyên toàn bộ bình này cho anh chị tham khảo mã bình này nha. Xuất sắc đẹp luôn anh chị. Viền ở phía trên này nha chị, viền phía trên này là hệ nghệ nhân họ làm bèo nha. Đó, bèo. Hạt vẽ tay. Đó, và hai bên này là sẽ là hai cái đai đai rồng nha chị, nhìn rất là cái dáng form dáng rất là đẹp nha. Đấy. Lưới. Lưới nha. Dòng lưới hai lớp. Bên này sẽ có đường kính là miệng là 25 nha anh chị. Miệng bình là 25, cao bình là 63 và vòng bụng của bình này là vòng bụng khủng nha, 126 cm. Đó, 126 cm. Xuất sắc đẹp luôn. Bình này là đều có truyện ký hết anh chị nha, có truyện ký hết. Đẹp xuất sắc luôn anh chị. Hai lớp, dòng này là hai lớp xưa nha anh chị. Đó, những cái ông hai lớp này nghệ nhân họ làm cực kỳ là kỳ công luôn. Rồi xưa. Diếu diếu. Rồi em sẽ cho anh chị xem truyện của bình nha anh chị nha, truyện ký của bình. Truyện bình nha anh chị, truyện này là truyện xưa cực kỳ đẹp luôn nè. Rồi một cặp bình nha anh chị, cặp bình này em giao lưu với anh chị với giá là giao lưu anh chị với giá là 8 triệu một cặp nha anh chị. 8 triệu một cặp, xuất sắc đẹp luôn. Những cái hàng này là giá trị cực kỳ cao. Đó, anh chị yêu thích mã sản phẩm này thì vui lòng gọi điện hoặc là lưu ảnh gửi về Zalo bên em qua hai số điện thoại em có niêm yết trên kênh nha, 0935 245 244 hoặc là số 0913 330469 anh chị nha. Rồi và like của em đến đây kết thúc nha anh chị. Hẹn anh chị like sau. Cảm ơn quý cô chú anh chị.